giữa cuộc đời này, em từ đâu bước đến nơi đây, làm tôi say, làm tôi khát khao, trao nhau tình yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau, dòng đời cuốn xoay làm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tìm anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Thank you.
sao băng bay sông đêm nay là một vì sao chiếu sáng quên đi. Vâng, hai bạn hãy trao nhau những ánh mắt thật yêu thương
Kính thưa tất cả quý vị khách quý, và giờ đây thì có lẽ rằng là chương trình lần hôm nay chính thức được bắt đầu. Nhưng tất cả chúng ta hãy cùng đón nhận món quà thực sự ý nghĩa và yêu thương cùng với Ngọc Lớn và Phương Trang, đó là chiếc nhẫn trao sự yêu thương trong ngày hôm nay. Và một trang thật lớn, càng lên thật lớn để dành cho tình yêu của hai bạn qua hình ảnh đẹp đấy ạ. Rằng Dễ Thảo hiếu trung chọn nghĩa cả, Sư Huyền tiếp hạnh nhật tình dâu, Sư Huyền bên con gái, Dễ Thảo bên con trai, yêu nhau duy chọn hai câu đó, chúc phúc cho đời sớm nở hoa. Thưa tất cả quý vị, những hình ảnh, những ý nghĩa và những đám cưới của người Việt hết sức yêu thương và ấm tình đồng chí đồng đội trong sân khấu ngày hôm nay đây, đó là những sự chia sẻ cảm xúc tình yêu thăng hoa cùng với tất cả quý vị. Và sau đây thì xin được trân trọng kính mời Ngọc Tuấn và Thu Trang hãy tiến lại phía tháp ly. Thưa tất cả quý vị, tháp ly tượng trưng cho ảnh người cha người mẹ, và những giọt rượu nào chảy trong thân đi, đó là hình ảnh hai dòng máu đứng trái tim mọi bạn để hòa quyện cùng nhau. Trái tim này xin mời Thu Trang hãy đem bàn tay hồng của mình cùng với Ngọc Tuấn rót tràn những giọt trong vành trong ngày hôm nay, và những giai điệu âm nhạc sẽ cùng với tất cả quý vị hòa quyện trong giây phút yêu thương này. Em là tia nắng giữa đời ai cùng đêm đông đôi ta, em là hạt mưa tươi mát cho là cây mùa hè, em là bài thơ như hương lúa ngọt ngào để xuân đời anh mãi gọi tên em. Anh yêu em như trời xanh yêu nắng vàng, đôi môi em như một. Thưa tất cả quý vị, khi mà những giọt sương anh đã chảy tròng cho những tình cảm ngày hôm nay đây, thì đó là giây phút mà hai bạn đã đồng điệu cùng nhau với những ngày hết sức ý nghĩa và yêu thương. Kính thưa tất cả quý vị, sự long trọng và sự hào quang trong tình yêu ngày hôm nay đây đang chia sẻ cùng tất cả quý vị qua chiến trường xa xôi. Tháng 6 và vào thế kỷ thứ 19, khi một nghệ nhân người Pháp đã hòa quyện mình và với bàn tay tài hoa tạo ra một chiếc bánh kem, và trong vị ngọt bánh kem này đó là sự đồng điệu yêu thương và sự chia sẻ đối với những cặp đôi tình nhân. Và trong sân khấu ngày đây thì chắc chắn Ngọc Tuấn và Thu Trang cũng cùng cảm nhận hình ảnh này và cỏ bánh kem, và xin mời hai bạn thắp tên nhau cho ngày hạnh phúc. Xin mời Ngọc Tuấn và Thu Trang. Và rồi ngày mai đây trong ngôi nhà của hai bạn, chúng tôi tin rằng sẽ tràn ngập những tiếng trẻ thơ gieo cho bà ngọc trang ngọc này trong những giây phút cảm xúc từ trường này. Và danh hồng của mình lên chiếc bánh kem gì ạ? Ngọc Tuấn đã chạm và danh hồng của mình bánh kem, bạn đã dùng một đầu tay chạm lên bánh kem gì ạ? Và Thu Trang cũng vậy, xin mời Thu Trang. Thì tất cả có đây là sự chia sẻ và vui, hai bạn hãy cho nhau cảm nhận hương vị đầu tiên trong ngôi nhà đi ạ. Một tràng tay thật ý nghĩa là với quý vị. Sự chia sẻ mà vui và hết sức yêu thương đã đến với tất cả quý vị là trong những giây phút vừa qua. Một khoảng không thực sự ý nghĩa với tất cả quý vị, và đặc biệt là tình cảm đối với Ngọc Tuấn và Thu Trang đã đến với sân khấu để hòa chung và tạo nên một nguồn cảm xúc, âm nhạc cũng như tình yêu đối với Ngọc Tuấn và Thu Trang. Giờ đây thì xin được trân trọng kính mời tân nam và tân gia nhân hãy xuống phía dưới bàn tròn cùng vương lớn xin đành để gặp mặt cảm ơn tất cả quý vị khách quý. Để nghĩa vừa qua thì tất cả chúng ta đã viết tiếp một câu chuyện tình yêu, một ngôi nhà đối với chiến sĩ Ngọc Tuấn và Thu Trang của chúng ta. Và chắc chắn một điều không thể thiếu trong cuộc sống đó là những giai điệu âm nhạc và những tiếng nhạc của tất cả quý vị để tạo ra một video clip hình ảnh ý nghĩa đối với Ngọc Tuấn và Thu Trang trong sự kiện âm nhạc tình yêu ngày hôm nay. Và thay tiếng nói của những người hiện chương trình âm nhạc trên sân khấu, xin được kính chúc tất cả quý vị có một bữa tiệc hồng thật ngon miệng và dành chọn những lời chúc mừng cho vị thân gia cao quý của hai bên dây, cũng như chúc mừng cho Ngọc Tuấn và Thu Trang. Kính thưa tất cả quý vị, như chúng tôi đã thưa với quý vị trong ngày lễ thành hôn của chiến sĩ Ngọc Tuấn và Thu Trang thì luôn luôn đong đầy và ấm tình đồng chí đồng đội, và ngay sau đây trở về với sân khấu ca nhạc, xin tất cả quý vị đến với tiếng hát của anh Hoàng Hà đến từ tổng kho K866 sân khấu ạ. Cảm ơn.
Và chính vì thế tập đầu hơn ca khúc mang tên Yêu Em Ngay Cả Sông Giấc Mơ. Xin mời quý vị nghe chị cùng thưởng thức. Cơn mưa quá vội vã, đêm đêm côi lạnh giá. Anh nhớ em ngày qua, cả trong giấc mơ vẫn còn buồn ngủ. Đi xa em lòng nhớ, ngày muôn đêm thất thơ. Chỉ phút giây mà nhớ, để trong mắt quên xa đời quên yêu. Hạt sắc quê ai đi xa phố đông.
chắc đã mua hạnh phúc bằng tiền, vì tiền chưa chắc đã cho cuộc sống như tiền. Tình nghèo hai đứa ước mơ chỉ bấy nhiêu thôi, ta mơ một mái nhà tranh, ta mơ một túp lều tình, đời mình đẹp mãi với em và anh, đời mình đẹp mãi dưới túp lều tình. Em theo anh về làm sao nhà ai? Em theo anh về.
rồi cùng đi trên khắp quê hương, xem quê ta nằm mộng mơ trong nắng trong sương. Về đây để thấy quê hương mình đang rộng lớn thanh thang, dọc ngàn một cõi mênh mang cùng trên mọi làng. Thương cho con tàu cùng chung như kiếp sân ga, sinh ra trong đời làm thân đưa khách đi xa. Tàu đi tàu bó sân ga, tàu đi tàu vẫn đi xa, tàu đi tàu đến quê ta để ta về nhà. Em ơi mau lên tàu, ta cùng nhau về quê hương muôn màu, nơi đó chỉ là bão hoa, nơi anh đã từng sinh ra. Đô thành đông đúc sông không quen, đưa nhau về quê sông chợ yên, mặt người ta kêu là hè lúa, nhưng anh vẫn cứ thích hát. Thêm sôi động, nóng bỏng bốc lửa hơn. Xin được mời gửi tới tất cả quý vị tất cả quý gần xa một nhạc phẩm có tên gọi Hoa Cài Mái Tóc. Xin quý vị đón nhận và thưởng thức ngay sau đây. Mẹ Việt Nam mắt ngời sáng quang, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ mừng nhà đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày xanh. Một nhành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Mình thành đầu anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu mình, ta yêu mình, ta yêu mình. Đừng phai, xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi tình thanh ngoan ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ tọt lời thề. Dù tình nào nơi đời khen chê, ta thương nhau giữ tọt tình quê. Trời sáng quang, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Lệ vẫn gà đôi mắt long lanh, nghe tiếng con vẫn còn ngày dài. Một nhành hoa em cài mái tóc, anh đưa em qua quãng đường dài. Mình thành đầu anh may áo cưới, ta thương nhau xây dựng ngày mai. Ta yêu người, ta yêu người, ta yêu mình từng phai. Xin em đừng qua vùng có hoang, xin em đừng đến những nơi từng thanh ngoan ca. Cuộc tình nào không vào đam mê, anh xin em giữ tọt lời thề. Cuộc tình nghèo nơi đời khen chê, ta thương nhau giữ tọt tình quê. Cuộc tình nghèo nơi đời khen chê, ta thương nhau tình. Một ca khúc sôi động đến từ trung tâm tổ chức sự kiện lễ hội âm thanh ánh sáng và cười Trung Hoài, dành tặng cho các bạn trẻ, dành tặng cho tất cả quý vị tất cả quý gần xa. Và để tiếp nối chương trình dân âm nhạc trong buổi hôm nay, trân trọng kính mời quý vị chúng ta hãy ngồi chung lại gặp nhau thêm tí nữa, cùng hướng mắt về sân khấu hạnh phúc đón nhận tình cảm tiếng hát của anh Xuân Bắc. Xin được trân trọng kính mời và kết nối những ca từ và những giai điệu đến từ Xuân Bắc, là những người bạn, những người đồng đội của chú Trì trong buổi tối nay, sẽ là người lên khấu để dành tặng những tình khúc tới đôi tình làng tình dạ nhân. Bay lên nhà cho
Đây, sự hiện diện, sự có mặt của tất cả quý vị là niềm tự hào, niềm hạnh phúc mà Tư Gia Hỏi Nhà Tay cũng như chàng thầy và nàng dâu đón nhận tình cảm từ tất cả quý vị tân khách quý gần xa. Trân trọng kính mời quý vị hãy cùng đến với bát nước trẻ xanh thắm nghĩa quê hương, đến với những hạt dưa mùa cưới và cùng cảm nhận qua lời ca tiếng hát của bạn trai Ngọc Sơn. Xin được trân trọng kính mời và bắt nối nhịp cầu yêu thương tới những ca khúc của Ngọc Sơn đến với sân khấu ngay sau đây. Ban mai mình nắm màu hoa,
không vội vàng. Yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ. Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa, giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, đừng giống như anh với em hiện tại. Một tuần hôm cuối rồi tạm biệt nhau, ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi. Mỗi nơi tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lùi đến ai. Dù cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại, ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người thế vai. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chẳng có lẽ không đau khổ. Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa, giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu. Một nụ hôn cuối rồi tạm biệt nhau, ngày mai mình sẽ mất nhau thật rồi. Mỗi người mỗi nơi tìm hạnh phúc mới để không ai phải phiền lùi đến ai. Dù cho ngày mai nỗi đau còn dài và yêu thương ấy sẽ không tồn tại, ai cũng sẽ phải hướng đến tương lai để kiếm cho mình một người thế vai. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ. Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa, giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, giống như anh với em hiện tại. Nếu như ngày xưa chúng ta không vội vàng yêu nhau để rồi bây giờ lìa tan thì chắc có lẽ sẽ không đau khổ. Yêu thương vụn vỡ thêm một lần nữa, giờ anh sẽ không níu tay em lại để yêu thương ấy dần dần phôi phai. Chúc em ngày mai hạnh phúc bên ai, đừng giống như anh với em hiện tại. Ngày con cất tiếng khóc chào đời, ngày mẹ đã nói niềm vui trao dâng ngập trời. Bao yêu thương của cha đã dành mai ấm từng ngày qua con lớn lên, là lời ru mẹ đưa bên cánh vong cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm bên mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha, cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo như câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai là những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên nơi có mẹ cha cho con tìm về. Thương mẹ cha đã
lời ru mẹ đưa bên cánh vai cho con say giấc ngủ, là lời cha từng ngày ấm êm mong sao cho con nên người. Thời gian lấy đi tuổi xuân của mẹ và con lấy đi sức sống mẹ cha. Một đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo những câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai điều trông gai là những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên nơi con mẹ cha chờ con tìm về. Cuộc đời con sẽ không quên tình yêu thương mẹ cha đã dành cho con. Người ơi, tình yêu bao la theo những câu ru xưa cho vơi đi nỗi nhọc nhằn trong đời của người. Đường tương lai nhiều trông gai là những lúc gian nan làm con ngã quỵ, để con nhớ rằng nơi ấy một góc bình yên nơi con mẹ cha chờ con tìm về. Xin được thay lời cho ban tổ chức ghi nhận và cảm ơn những ca khúc đầy sôi động của bạn trai Quang Đình rất là nhiều. Và kính thưa quý vị đại biểu, kính thưa toàn thể quý vị, tất cả quý gần xa, tục ngữ có câu nói yêu thương rằng yêu nhau thì tam tư nó cũng trèo, thất bát sông cũng lội, một lục đèo cũng qua. Mà yêu nhau thì chẳng ngại đường xa, một ngày không đến hóa ra dần hơn. Tôi tin đây thơ mộng lãng mạn của chàng rể Ngọc Tuấn, nàng dâu Thảo Thu Trang, đôi bạn trẻ chọn cho mình một ngày cho cả trăm năm. Vậy ngay từ bây giờ, ban tổ chức tôi sẽ được long trọng loan báo tin vui ngày cưới, ngày đăng quang, ngày phúc, ngày chung đôi của chàng rể và nàng dâu diễn ra vào buổi trưa ngày mai, ngày 29 tháng 6 năm 2017, tức là ngày mùng 6 tháng 6 năm Đinh Dậu, được tổ chức trang trọng tại Tư Gia Hội Nhà Trai trên khuôn kỳ thân yêu của chúng ta. Và trong buổi lễ đăng quang từ đêm nay, xin được trân trọng kính mời hôn trường cưới gần xa cùng đến với nhân vật chính của chúng ta, với ca khúc của chú rể Ngọc Tuấn sẽ thể hiện dành tặng từ tất cả quý vị, tất cả quý gần xa có mặt trong đường hối chật ních niềm vui tới ngày hôm nay. Xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta dành tặng cho nhân vật chính trong tập chương trình tối hôm nay một tràng pháo tay lớn đến quý vị ơi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều qua những tràng pháo tay của quý vị dành tặng cho chú rể Ngọc Tuấn trong buổi tối nay. Lời đầu tiên, thay mặt đại gia đình xin cảm ơn sự hiện diện của quan viên hai họ trong buổi tối ngày hôm nay. Và một bài hát trong cuộc đời của tôi chỉ thuộc có một bài, hát đi hát lại bao nhiêu năm và bây giờ lại hát ca khúc Chiếc Khăn Piêu. Sao không ai trả lời, nhắn tin theo cùng gió, khăn còn đây đợi người. Nghe con chim cúc cu kia nó hót lên một câu rằng có một nàng ở trong rừng, tìm trong rừng, kiếm trong rừng chiếc khăn piêu. Chiếc khăn piêu thưa chị hồng, theo gió cuốn bay về đâu? Chiếc khăn piêu thưa chị hồng, để gió cuốn bay về đây hướng trên cây. À chị ơi tới đây cùng nó hót lên một câu này, thôi mẹ đừng tìm trong rừng.
vang rừng tươi, sao không ai trả lời? Nhắn tin theo cùng gió, vẫn còn đây để theo chị Hồng để gió cuốn bay về đây, chiếc con tiêu theo chị Hồng để gió cuốn bay về đây vương trên cây. À chị ơi tới đây cùng nhau hát lên một câu này, thôi này đừng tìm trong rừng, lạc trong rừng, lạc hoa rừng thắm phiêu đây. À ơi có phải thắm thiết chia nhau chiếc khăn đầy thở nhớ tôi chưa? Tiếng tôi vang rừng vui, sao không ai trả cùng gió khắn còn đây đời
chiều lại ở say uống cho xa xôi ở sinh ở lại xa xôi rồi ta sinh ở lại chiều nồng say ở đâu ở vài nơi ấm ngầm trên ở vang ở tinh phú quý dẫu ở xa cửa chiếc bao mộng mơ mị tựa đêm năm mơ mộng mơ mị gió câu hát xưa như một thời thôi.